Hôm trước khi mình lên video test hiệu năng của iOS 18.0.1 trên con iPhone 12 Pro Max thì đã có rất nhiều bạn yêu cầu là mình test tiếp trên dòng iPhone 14 series đi, ví dụ như là 14 Pro Max các kiểu đó. Đúng thật sự thì dòng 14 hiện tại đang có một số lượng người dùng rất là đông đảo. Tuy nhiên thì những video test hiệu năng iOS mới trên iPhone 14 thì lại chưa có nhiều, nên là các bạn thắc mắc thì cũng đúng thôi. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ làm video test hiệu năng của con iPhone 14 Pro Max này trên iOS 18.0.1 để xem là iOS mới sẽ làm con 14 Pro Max này mạnh hơn hay là yếu hơn nha. Bắt đầu thôi. Và trước khi vào video này thì nếu như bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một con iPhone 14 Pro Max giá siêu rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, máy móc nguyên zin thì hiện tại Vietablet đang có sẵn cho các bạn ghé trải nghiệm. Vietablet tụi mình sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi như là bảo hành 1 năm nè, bao hàng tiền 100% với mọi lý do nếu không ưng ý, 3-1 đổi 1, thay pin miễn phí trọn đời. Đặc biệt là ở đây đang có chiến thần định giá, chuyên thu mua tất cả các dòng iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo cũ với giá cao số 1 thị trường. Nếu mà các bạn muốn bán lại để lên đời bất kỳ dòng máy nào thì hãy bình luận ở bên dưới để chiến thần định giá tư vấn cho các bạn nha. Rồi, trước khi vào bài test hiệu năng thì mình sẽ nói sơ về tình trạng con 14 Pro Max mình đang cầm trên tay nha. Con này là pin vẫn đang 90% nha các bạn, vẫn đang còn khá là mới luôn. Phiên bản iOS hiện tại đang là 18.0.1. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện những bài test và so sánh với phiên bản iOS cũ là 17.5 để xem là iOS mới sẽ làm hiệu năng của con 14 Pro Max này mạnh hơn hay là yếu hơn nha. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem qua phần test điểm số hiệu năng với AnTuTu Benchmark và Geekbench 6. Đầu tiên là AnTuTu, ở phiên bản iOS cũ là 17.5 thì con 14 Pro Max này đã được khoảng 1.324.000 điểm. Còn trên iOS mới 18.0.1 thì nó đã đạt được tới 1.454.000 điểm, cao hơn tới 130.000. Đây là một điểm số rất là cao luôn đó nha. Tuy vậy thì thật ra là cái AnTuTu này nó cũng hơi ảo. Chúng ta hãy qua thử với Geekbench 6 để xem là nó còn được như vậy hay không nha. Với Geekbench 6 thì tuy là điểm đơn nhân không có sự thay đổi, đều tầm khoảng 2.600, nhưng mà điểm đa nhân đã tăng từ 6.400 lên thành 6.700 rồi các bạn ạ. Có thể thấy là qua các bài test đo điểm số hiệu năng thì iOS 18.0.1 đã có sự cải thiện đáng kể so với phiên bản cũ là 17.5. Tuy vậy thì sự chênh lệch nó sẽ không phải là quá nhiều đâu. Và thật sự thì những cái điểm số này cũng chỉ là để chúng ta tham khảo mà thôi, để mà có thể kiểm chứng được là 18.0.1 có thực sự làm gia tăng hiệu năng của con 14 Pro Max này hay không thì chúng ta phải thực hiện thêm những cái bài test game để có thể xem là FPS nó như thế nào nè, pin và nhiệt độ của máy nó ra sao. Lúc đó thì mới có thể khẳng định là iOS 18.0.1 có ngon hơn hay không nha. Và hai tựa game mình test tương tự vẫn sẽ là Liên Quân và PUBG Mobile, hai tựa game phổ biến nhất hiện nay. Đầu tiên sẽ là Liên Quân nha. Liên Quân thì nó là một game quá nhẹ với con 14 Pro Max này rồi, vậy nên cũng như những lần trước là mình sẽ để max setting luôn, kéo lên tối đa hết và vẫn là bật lên 120fps nha. Con này có 120Hz thì phải test luôn 120fps, chứ 60fps thì sẽ nhê gì đúng không? Trước khi vô game thì check qua pin và nhiệt độ của máy xí nha các bạn. Pin hiện tại đang là 79%, độ sáng tầm khoảng 50%, nhiệt độ thì sẽ là khoảng 36-37 độ ở cả mặt trước và mặt sau. Game đầu tiên thì làm tí sơ bê nha các bạn, chiêu chiêu test game thôi. Thật sự phải nói thì trải nghiệm chơi Liên Quân trên 14 Pro Max như thường lệ đã vẫn quá là tuyệt vời các bạn ạ. Cực kỳ mượt mà luôn, nhất là chơi được 120fps nữa nên là cảm giác nó rất là sướng, khác biệt với 60fps lắm nha. Trong cái pha mình skill, hit and run, combat các kiểu, dù hiệu ứng nó có nhiều cỡ nào cũng không thấy nó giật một xíu nào hết. Sang tới game thứ hai thì trải nghiệm nó vẫn ngon y chang như vậy. Từ đầu tới cuối các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất trơn tru và mượt mà.
Chỉ lúc mà sắp end game á thì nó sẽ tụt FPS khá là nhiều, thậm chí là có lúc xuống hơn 110 FPS luôn. Tuy vậy thì mình phải khẳng định với các bạn là rất khó để cảm nhận nha. Lúc xem lại video mình mới để ý, chứ lúc chơi là bằng cảm giác nó mượt lắm. Vậy là sau 20 phút thì mình cũng đã kết thúc xong hai bài test với tựa game Liên Quân để check xem là nó tụt bao nhiêu phần trăm binh nha các bạn. Binh hiện tại đang là 68%, tụt 11% so với lúc đầu. Như vậy thì nó cũng ngang ngang so với bản cũ nha các bạn. iOS 17.5 là đã hao 10% đó, khác biệt cũng không đáng kể nha. Về nhiệt độ thì máy nó sẽ nóng lên khoảng 40 độ ở mặt trước và 42 độ ở mặt sau, tức là nó đã nóng hơn so với iOS cũ rồi đó. Bản cũ là nó chỉ vào khoảng 39-40 độ thôi, còn 18.0.1 là lên tới 42 độ lận. Tuy vậy thì 42 độ vẫn có thể coi là chấp nhận được, trên lệch có 2 độ thôi mà. Với lại là chúng ta đang chơi 120 FPS nữa, nói chung là vẫn ok nha. Rồi, bây giờ thì qua test thử PUBG nha các bạn, để xem á là với một tựa game FPS nặng hơn như là PUBG Mobile thì 14 Pro Max với iOS 18.0.1 sẽ thể hiện như thế nào nha. Rồi, setting của game mình vẫn sẽ để cao nhất có thể nha. Đồ họa HDR, FPS cực độ, khử đăng cưa 4x độ bóng các kiểu mình cũng sẽ bật lên hết luôn. Mình cũng có đo lại pin và nhiệt độ của máy thì pin đang còn 67%, còn nhiệt độ đang là khoảng 39 độ ở cả mặt trước và mặt sau nha các bạn. Rồi, giờ thì vô game nha. Những trải nghiệm đầu tiên với PUBG thì nó rất là tuyệt vời. Nhảy dù xuống, lướt đồ cực kỳ mượt, không hề có hiện tượng bị khẩn nào hết. Trong các pha combat, đấu súng hay là ném bom, bay nhảy các kiểu thì nó cũng không có bị giật một xíu nào hết luôn nha. Bắn rất là mượt luôn. Một điểm mà mình thấy là nó đã cải thiện so với phiên bản iOS cũ, đó là khi mà chúng ta chơi từ giữa tới cuối game thì nó không hề bị giảm độ sáng nữa. Đây là một điểm mình đánh giá rất là cao. Với các phiên bản iOS từ 17.5 trở xuống thì khi mình test á là đều thấy bị giảm độ sáng khi chơi PUBG được một khoảng thời gian. Nhưng mà trên iOS 18.0.1 thì lại không hề bị. Trải nghiệm game vẫn rất là ngon, còn không bị giảm độ sáng thế này thì chưa cần biết là pin và nhiệt độ như thế nào, mình đã thích rồi đó. Như vậy là sau hơn 20 phút thì mình cũng đã xong bài test PUBG, giờ thì check lại pin và nhiệt độ của máy xem như thế nào nha. Pin chỉ tụt có 7% thôi các bạn à, từ 67% xuống 60%, không thay đổi nhiều so với phiên bản cũ tụt 8% nha các bạn. Còn về nhiệt độ thì mình lại thấy là nó có sự cải thiện khá là nhiều luôn nha, có khoảng 38 độ ở cả mặt trước và mặt sau thôi, trong khi iOS 17.5 là nó nóng lên tới 42 độ lận. Nhiệt độ rất là mát mẻ luôn, trải nghiệm ngon, không bị giảm độ sáng, ít hao pin và nhiệt độ thì mát mẻ. PUBG với 18.0.1 nói chung là rất ngon luôn nha. Cuối cùng thì đây sẽ là bản tổng kết về những thông số cũng như là trải nghiệm test game của mình trên phiên bản 18.0.1. Thật sự đây là một phiên bản có sự nâng cấp về trải nghiệm hiệu năng so với cái phiên bản cũ. Từ cả những cái bài test đo hiệu năng tới cả những cái bài test game, nhất là từ game PUBG thì iOS 18.0.1 trên con 14 Pro Max này đều mang lại trải nghiệm rất là ngon. Nói chung là các bạn cứ nên nâng cấp lên đi nha. Vừa có rất nhiều tính năng mới hay ho mà hiệu năng lại ngon như thế này thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa đâu. Như vậy là mình đã test xong phiên bản iOS 18.0.1 trên con 14 Pro Max này. Nếu mà các bạn yêu thích video thì nhớ bấm follow kênh để không bỏ lỡ những video test kế tiếp của tụi mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.